Bây giờ đến cái dưỡng thức ăn hóa chất thì thường là các em quan tâm nhiều nhất đến cái bài giảng này, bởi vì mình thấy nó rất là phổ biến. Tuy nhiên cái khóa 44 mình, các em rất là may mắn là có sự điều chỉnh trong bài giảng và thầy cô đi sâu hơn từng bài giảng của mình. Đối với mục tiêu bài giảng đó, các em thường cái quan tâm của mình đó, mục tiêu số 1, mình hay dùng những cái từ ngữ mà sau khi học bài này chị hy vọng là các em sẽ hiểu được là mình dùng như vậy đúng hay sai. Ví dụ vậy nha, bản thân chị cũ nè, chị không ăn được bột ngọt, nhưng mà nếu như buổi sáng nào mà chị đi ra ngoài chị ăn mà cái món nào có nước đó, thì thường không biết các em có để ý không, đặc biệt là những cái món phở hay hủ tiếu đó, mình hay được các cái người nấu cho mình khuyến mãi nửa muỗng bột ngọt ha. Chị nói ít nhất nửa muỗng bột ngọt, thì sau khi mà chị ăn sáng ở bên ngoài mà có nửa muỗng bột ngọt, cái là chị vào trong cơ quan là chị chóng mặt, chị nhức đầu, đầu óc lân 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 và cứng ở sau gáy. Chị không biết hai lớp mình có đứa nào giống giống chị không. Thì sau khi chị chia sẻ đó, thì một số bạn đồng nghiệp hay thầy cô nói là rồi vậy là bạn dị ứng với bột ngọt, nhưng mà có khi cái bà nấu đó qua bữa hôm sau đi chị ghé đi thì bà lại không khuyến mãi cho chị cái nửa muỗng bột ngọt đó, thì chị thấy không sao, không có vấn đề gì cả. Thế câu hỏi đặt ra là tại sao mà khi đến vậy thì có bữa không, hay là cái mức độ cái biểu hiện lâm sàng đó em, nó lại có bữa rất là nặng, thậm chí là nôn ói luôn, buồn buồn nôn nôn ói luôn, nhưng cái bữa thì nó chỉ nhẹ thoáng qua thôi, thì cái dùng từ mình gọi là dị ứng bột ngọt thì chị không biết là nó có phù hợp hay không. Trường hợp thứ hai, không biết chị nghĩ là có bạn nào mà ăn cái gì mà liên quan đến mắm, mắm kho, mắm chưng, nói chung kính thưa các loại mắm đó, thì mình sẽ có biểu hiện nổi mì đay liền, và thường chỉ cần uống kháng histamine một liều hai liều thì các em sẽ cảm thấy giảm. Vậy chẳng lẽ bây giờ mình gọi mình là chẩn đoán mình là dị ứng với bún mắm, dị ứng với mắm kho, mắm chưng, thì cuộc đời của mình chắc là phải từ bỏ món mắm đó, thì nói chung là nó rất là uổng phí cuộc đời nếu không có hưởng thụ những cái món đó, đúng không ạ? Thế thì mục tiêu thứ nhất, chị muốn các em phải phân biệt được thế nào là dị ứng thức ăn, và những cái biểu hiện mà thầy cô dùng từ là dị ứng giả, có nghĩa thật sự nó không phải là dị ứng thực thức ăn giống như cái bài này, mà nó có những cái biểu hiện, nó có một vài biểu hiện giống dị ứng thức ăn và làm mình chẩn đoán lầm. Riêng đối với bản thân chị thì chị hay dùng từ là dị ứng thức ăn, nhưng mà cái cách nói hay hơn gọi là dị ứng thực phẩm, thì có vẻ như cái dị ứng thực phẩm thì nó hay hơn về mặt từ ngữ á ha. Rồi vậy thì mục tiêu số 2 chị cũng muốn các em hiểu về cơ chế của nó. Cái thứ ba là cũng liên quan đến chẩn đoán, là cái phương pháp chẩn đoán, và cuối cùng là nguyên tắc điều trị nha. Vậy thì cái mục tiêu 1 đối với cái bài này nó sẽ có những cái điểm mới với cái bài mì đay phục kim. Đầu tiên là định nghĩa khái niệm dưỡng thức ăn là gì. Thì dưỡng thức ăn này chị đang đề cập tới nằm trong cái nhóm là liên quan đến kháng thể IgE. Thầy cô định nghĩa là một cái đáp ứng hay phản ứng miễn dịch bất thường giữa dị nguyên. Dị nguyên này là những cái protein mà nó có trong thức ăn và nó sẽ gắn kết với kháng thể IgE đặc hiệu với protein đó. Thế giống như câu chuyện hồi nãy chị bắt đầu, có rất là nhiều dị nguyên về thức ăn và không phải bệnh nhân nào mình cũng có thể khám phá được. Thế bí quyết đầu tiên là hãy chú ý cho chị địa phương, nguồn thức ăn mà họ được cung cấp. Cái thứ hai là thầy cô chuyên ngành, thầy cô hay chú ý đến 8 loại dị nguyên thường gặp. Cụ thể là trên cái màn hình chị chia sẻ các em thấy đó. Và trong 8 loại này, hãy chú ý cho chị là về lứa tuổi. Nếu như chị nói bệnh nhân đến của mình là bệnh nhi, nếu mà bệnh nhi chỉ cần các em chú ý cho chị là sữa, trứng, sữa là đứng đầu, trứng và một ít là đậu phộng, có một ít lâm sàng là đậu phộng nhưng mà sữa là trứng là đứng đầu nếu như nó là bệnh nhi. Còn nếu là người lớn các em thì chỉ tập trung hai cái nhóm cuối cùng cho chị, đa phần là hai cái nhóm cuối cùng. Mà đặc biệt tại mình là đồng bằng sông Cửu Long nữa, ngay miền Nam mà đồng bằng sông Cửu Long thì thường chị thấy liên quan nhất là những cái nhóm động vật mà có vỏ, ví dụ như là tôm, cua, niêu sò gì đó và cá biển. Thỉnh thoảng trường hợp đặc biệt thì có những cái dị nguyên là liên quan đến nhóm thực vật. Nhóm thực vật thì lúa mì ở Việt Nam mình không phổ biến, nhưng mà có những cái hạt hạt đậu phộng cũng là phổ biến ở người lớn. Rồi tới hạt đậu nành,
và những cái hạt của các cây khác thì nó hiếm gặp hơn ở Việt Nam mình. Nhưng mà anh dành thật sự chị chia sẻ với các em là chị cũng có hai người rất là thân. Một người là đầu tiên là khi đi đi Thái Lan, xong rồi cái người này được tiếp đãi là có rất là nhiều hạt, rất là nhiều hạt trong đó luôn. Và khi cái người này ăn vào thì có biểu hiện phù kiềm, biểu hiện phù kiềm luôn ngay lập tức. Nhưng mà cái người này thì không biết là trong cái đống hạt hồi nãy ăn thử hết tất cả các hạt thì không biết cái hạt đó là hạt gì. Thì cũng dùng cái phác đồ điều trị là cái histamine và cỏ corticoid, và bấm đi một cái thời gian đó, thì họ vẫn nghi ngờ mình dị ứng cái hạt đó mà không biết hạt gì. Và thường trong dị ứng thực phẩm, dị ứng thức ăn, tự bệnh nhân đôi khi họ khám phá ra được bản thân mình dị ứng cái gì á các em. Vậy đó chị nói mình phải hỏi kỹ bệnh sử và tiền sử. Sau đó thì bệnh nhân đi công tác Đồng Tháp đó, thì các em biết Đồng Tháp thì có hạt sen. Thì cái hạt sen rất là hấp dẫn. Và sau khi dùng cái hạt sen đó thì cái người này lại có biểu hiện phù kiềm. Và từ cái việc mà nó lặp lại cái hình ảnh đó thì họ mới biết được thật sự là bây giờ chỉ có hạt sen thôi, hôm nay chỉ dùng hạt sen thôi, thì họ khẳng định là liên quan đến hạt sen, và cái người này là không có dùng hạt sen trong cái cuộc đời của họ nữa. Thì cái phương pháp đó mình đã hiểu qua nhất, loại bỏ dị nguyên. Cái người thứ hai thực ra đó là ông xã của chị đó, ảnh dị ứng với một cái loại dị nguyên mà chị nói mấy đứa không tưởng tượng được. Các em biết là chị nói là chị rất là thích trồng những cái cây mà ra quả đó, thì trong đó có lần chị trồng cái hạt đậu đậu dây mà trái bắt đầu là tới cái độ mà có chị có nghĩa à mình muốn ảnh thưởng thức cái món mà do chính mình trồng, cái em biết mình trồng cái gì mình cưng lắm. Thế thì sau khi ăn đó, ảnh chưa có xuống cái bữa ăn nữa là tự nhiên ảnh nói với chị là ảnh ngứa mắt người quá, và chị thấy ở cẳng tay của ảnh bắt đầu sẽ có những cái trắng, những cái sẩn phù, cái ảnh gãi bắt đầu nó nổi lên mày đay, và chị quan sát ở sau lưng cũng có luôn. Thế là chị biết chuyện gì xảy ra rồi thì dừng lại và chị cũng cho ảnh uống thuốc. Tuy nhiên thì trong lòng chị rất là ấm ức, bởi vì mình là bác sĩ chuyên ngành mà, và đây là người thân của mình nữa, do đó là chị muốn đi tìm coi diễn viên đó là gì. Thế bắt đầu chị cũng suy nghĩ, thật ra trong bữa ăn đó chỉ có lạ nhất, đặc biệt nhất hôm nay là đậu rồng, quả đậu rồng. Nhưng mà quả đậu rồng thì trong sách vở chị chưa thấy ghi chép lại. Và sau khi cũng áp dụng đúng phương pháp, uống thuốc xong rồi cho biểu hiện không có dùng cái quả đậu rồng đó nữa, và sau 2 tuần thì vô tình là hai cái quả mà hồi nãy nó còn non, bây giờ nó lại tới tới đến đến giai đoạn mà có thể sử dụng được. Chị mới tức quá, làm một cái bữa ăn y hệt như vậy, và hai cái đậu rồng này chị cũng bỏ vào, nhưng mà hôm nay là chị cho anh ăn ít hơn, ví dụ như gấp nửa trái thôi. Và sau khi anh ăn nửa trái đó thì bữa cơm nó vẫn diễn ra êm đềm hạnh phúc, không có chuyện gì. Nhưng mà sau khi anh ăn xong thì anh đi ra ngoài, trong khi đó thì chị vẫn còn ăn. Và nhưng mà sau đó thì hơn 15 phút một chút, cái ảnh vào anh nói không biết sau lưng có cái con gì mà sao bắt đầu ngứa rồi. Nó không xuất hiện ở cẳng tay mà nó xuất hiện sau lưng bắt đầu ngứa. Và sau khi chị quan sát thì chị lại thấy có một rải rác thôi, vài cái sẩn phù. Và chị có một cái khẳng định là thật sự là ảnh có cái dị nguyên mà có thể là nó hơi đặc biệt hơn những người khác, đó là hạt đậu rồng. Thấy câu chuyện mà chị kể, chị muốn nói với các em là cơ thể bệnh nhân đôi khi mình không có lường trước được. Mình có thể nói là 8 loại dị nguyên này thường gặp, nhưng có lúc mình vẫn tìm không ra những dị nguyên nào. Mà trong cái cuộc sống thì họ có những cái thử nghiệm họ, thì họ chính bản thân họ sẽ phát hiện ra, giống như trường hợp như vậy. Thì trường hợp này của ông xã chị đó, chị vẫn còn ấp ức, chị lại muốn là giải mẫn cảm cho ảnh. Và tuy nhiên cái giải mẫn cảm thì nó đòi hỏi là phải có cái sự đánh giá. Ví dụ mà giải mẫn cảm mình nói là mình đưa từ từ cái liều thấp, và khi đưa liều thấp như vậy thì mình phải đánh giá được là cái cơ thể ảnh đang có cái phản ứng như thế nào. Có nghĩa là chị phải cần cái xét nghiệm total ECG. Tuy nhiên thì lúc đó nó lại không có,
Và sau đó cùng suy nghĩ là thôi mình cứ dạng ảnh là không ăn hạt đậu rồng nữa, còn nếu mình thử nếu có chuyện gì thì mình sẽ rất là hối hận, và cái sự áp bức của mình á thì nó sẽ dừng lại. Nhưng mà rất là may mắn là chị tìm được cái diện mi ha. Thì thông qua cái khái niệm dị ứng thức ăn này, chị chia sẻ với các em là định nghĩa của nó như thế nào, cái thứ hai nữa là những dị nguyên này thường gặp và thường các em sẽ bám sát vào cái lứa tuổi bệnh nhân để mình truy tìm. Rồi bây giờ cái điều quan trọng nữa là gọi là phản ứng dị ứng thức ăn giả. Và đã chỉ giải thích rồi, thức ăn giả, phản ứng giả có nghĩa là nó sẽ có triệu chứng lâm sàng, một vài triệu chứng lâm sàng giống triệu chứng lâm sàng của dị ứng thức ăn. Thì nó có ba nhóm phản ứng dị ứng thức ăn giả. Thứ nhất gọi là không dung nạp thức ăn, không dung nạp thức ăn gọi là, hoặc là dùng từ là bất dung nạp thức ăn cũng là nó, đây là cái nhóm phổ biến nhất. Nhóm thứ hai là phản ứng bất lợi do thức ăn gây ra, và cái thứ ba là ngộ độc thức ăn. Thì riêng cái ngộ độc thức ăn các em không bao giờ chẩn đoán với lòng, bởi vì ngộ độc thức ăn là chị nghĩ rất dễ phân biệt. Và cái trường hợp kế tiếp là phản ứng bất trị, đó là liên quan đến nồng độ bột. Nếu như mà chị sử dụng nồng độ bột ngọt ít thì cái biểu hiện của chị nó cũng ít, mà nếu nồng độ bột ngọt quá nhiều thì biểu hiện của chị sẽ nặng hơn. Nhưng gọi là dị ứng thức ăn thì cái phần nhớ dù cho liều ít hay nhiều đều tạo ra những phản ứng đáp ứng của miễn dịch nha, nó khác ở chỗ đó. Và cái phản ứng bất lợi do thức ăn này nè, thực ra không phải là sự kết hợp giữa dị nguyên và kháng thể dị ứng IgA, mà là do nồng độ những cái chất hóa học của cái chất này khi đi vào cơ thể mình nó quá nhiều và nó tạo ra những cái phản ứng hóa học trong cơ thể, chứ không phải là do sự kết hợp sự phản ứng của đáp ứng miễn dịch tạo ra kháng thể IgA đặc hiệu. Hai chị nói như vậy thì các em hiểu. Ví dụ thứ hai nè, nếu bạn nào mà gọi là nhạy cảm với caffeine, chỉ cần các em uống trà hay một ít cà phê thôi, gọi cà phê sữa đi nữa, cái cũng có cảm nhận là tim đập nhanh lên, hồi hộp, đánh chống ngực. Chẳng lẽ mình chẩn đoán mình là dị ứng với caffeine? Thật ra không phải, mà đó chỉ là những cái phản ứng mình dùng từ là bất lợi cho cơ thể do cái chất đó nó gây ra thôi. Và cái trường hợp khó phân biệt hơn đó là không dung nạp thức ăn, và đặc biệt đó là trẻ con liên quan đến bất dung nạp về sữa. Thì mình nói cái bình thường trước, thì đối với những cái cơ thể bình thường thì trong sữa nó có một cái lượng đường mình gọi là lacto, thì khi vào trong ống tiêu hóa sẽ được một cái men ống tiêu hóa để cắt đứt cái đường đa đó thành đường đơn để nó hấp thu. Chắc còn nhớ cái bài sinh lý bạn tiêu hóa chị nói, quá quá trình hấp thu á nó phải trở thành cái dạng đơn giản nhất để nó có thể đi vào đi qua tế bào niêm mạc ruột để nó đi vào trong cơ thể, thì gọi là quá trình hấp thu triệt để. Vậy thì đó là quá trình hấp thu bình thường. Nhưng có những cái cơ thể là cái lượng enzyme lactase có thể nồng độ nó ít, và có trường hợp không có cái enzyme lactase này luôn, thì các em sẽ hình dung được là cái lacto này, lượng đường trong sữa này, nó sẽ không được cắt thành những cái dạng đơn giản nhất. Thế thì nó sẽ tồn tại trong lòng ruột, mà khi tồn tại trong lòng ruột thì nó sẽ có những cái vi khuẩn ở trong đường ruột, và vi khuẩn trong đường ruột này nó sẽ tạo ra axit, và tạo đặc biệt là mình gọi là hơi trong đường ruột, và nó sẽ tạo ra biểu hiện lâm sàng gây cái tình trạng là cái ức kích ứng của các tiêu hóa, bụng sẽ trướng lên, sôi ruột và kích thích nhu động ruột để hình thành biểu hiện tiêu phân lỏng ra ngoài. Thì cái trường hợp này mình gọi là bất dung nạp thức ăn hay không dung nạp thức ăn, chứ không phải là dị ứng thức ăn. Chị nói tóm lại là nó sẽ liên quan đến cái triệu chứng lâm sàng của ống tiêu hóa. Và thế thì dị ứng với sữa, dị ứng với đạm sữa nó cũng có biểu hiện ống tiêu hóa, tuy nhiên nó không đơn thuần là phản ứng ống tiêu hóa không, mà nó sẽ có những cái phản ứng trên da đi kèm. Ví dụ đứa trẻ đó ngoài chuyện rối loạn tiêu hóa, nó còn có những cái biểu hiện là nổi bì đai, thậm chí phù kiêng, thậm chí lên cơn hen phế quản, thậm chí sốc phản vệ luôn, vân vân ha. Thì mong các em hiểu cái này để mình có một cái cách để mình phân biệt. Rồi
Bây giờ cơ chế bệnh sinh dưỡng thức ăn, mày đây phù kim tại sao chị đưa cái hình dung chung? Bởi vì cái dị nguyên đó có thể là thức ăn, có thể là thuốc, có thể là dị nguyên hóa vân vân. Còn ở đây mình nói cụ thể dị nguyên đó là ăn. Rồi ở đây có một cái hình ảnh là hạt đậu phộng nè. Thế bây giờ chị nhắc lại những cái quan trọng nè. Cái hạt đậu phộng này sẽ được tế bào trình diễn kháng nguyên, trình diễn những cái epitope đặc biệt của nó cho tế bào TH2. TH2 sẽ có interleukin 4 và 13 sẽ biệt hóa B thành tương bào tạo ra kháng thể đặc hiệu với các hạt đậu phộng chẳng hạn. Rồi và nó sẽ gắn trên tế bào mát vô xít. Và khi nó gắn trên tế bào mát vô xít này mình gọi là dai vật mẫn cảm. Tuy nhiên chị và các em mình là bác sĩ, mình là người bình thường thì mình không thể nào nhìn cái người đó ở giai đoạn mẫn cảm được. Hãy chi mình nhìn ra được thì đâu có chuyện đáng tiếc xảy ra. Do đó thì nếu như bệnh nhân tiếp tục ăn cái thực phẩm đó thì những cái dị nguyên này nó sẽ gắn kết với kháng thể IgE đặc hiệu. Và chị nhắc lại bộ ba để cho tế bào macrocyte phóng thích nè, thì gồm có một dị nguyên và hai kháng thể IgE sẽ hoạt hóa những cái màng tạo thành những cái lỗ và phóng thích ra hóa chất trung gian. Rồi hóa chất trung gian này rất là quan nè, mai mốt học thầy cô nhắc đi nhắc lại và chị nhớ không lầm. Lúc mà chị dạy sinh lý bệnh hô hấp chị cũng nói em cái quản dị ứng đó, gồm có histamine nè, leukotriene nè, cytokine, prostaglandin. Nhưng mà mình quan tâm nhiều nhất đến hai nhóm hóa chất trung gian đó là histamine và leukotriene. Leukotriene là gây hen phế quản dị ứng đó, nhớ không? Tại vì nó co thắt cơ trơn đường huyết phế quản là rất là mạnh. Và chính những hóa chất trung gian này sẽ gây biểu hiện tại chỗ hoặc là biểu hiện toàn thân ha, thì đó là biểu hiện lâm sàng chút xíu mình nói sao ha, thì đó là những cái ý chị nhắc lại. Vì như vậy thì phát hiện ra là nếu chị hỏi cơ chế bệnh sinh của dưỡng thức ăn theo nguyên lý tiết dưỡng nào hay là bị đây là nhớ cho chị tiết một ha, phải nhớ đó là tiết một. Rồi có một điều rất là thú vị mà liên quan đến người dân ở cụ thể đồng bằng sông Cửu Long của mình, các em có biết là thường đó, phản ứng dị ứng những thức ăn nó có phản ứng chéo nữa, mà trong cái bản dị ứng chéo này nó có những cái có hai nhóm mà chị nghĩ là các em nên quan tâm. Ví dụ như thật sự là bệnh nhân dị ứng với tôm thì cái nguy cơ 75% bệnh nhân sẽ có khả năng dị ứng với cua chẳng hạn ha. Do đó vậy mình sẽ tư vấn bệnh nhân là nếu như mà bệnh nhân dị ứng với tôm thì cũng họ cũng hạn chế có sử dụng cái những cái động vật mà có vỏ mà nó cùng cùng họ với tôm đó. Ta cụ thể là ở đây mình có tôm với cua nè ha, là tỷ lệ mà dị ứng chéo của nó có thể là 75%. Cái thứ hai nữa là do đó cá biển là cái nguồn rất là lớn ở đồng bằng sông Cửu Long của mình, thì ở đây ví dụ như bệnh nhân này dị ứng xác định là có hồi đi chẳng hạn, thì bệnh nhân có 50% sẽ dị ứng với các loại cá biển khác. Do đó thì chị mong các em hiểu là mình sẽ có cách mà tư vấn. Ngoài ra còn những cái nhóm họ đậu khác nữa. Rồi. Nhưng mà ở đây liên quan đến sữa nè. Nếu mà bệnh nhân này dị ứng với sữa bò, thì có 10% sẽ dị ứng với những các thực phẩm mà được chế biến từ thịt bò. Ví dụ như sữa bò thì có 10% là ngay cả hamburger có cái phần thịt bò thì họ cũng có nguy cơ dị ứng. Thì chị thấy cái phần này rất là thú vị. Hãy nhớ kỹ là nó có những cái phản ứng chéo do nó giống nhau về cấu trúc của protein của loại thức ăn đó. Rồi bây giờ các biểu hiện lâm sàng. Các biểu hiện lâm sàng này các em có thể tự đọc tài liệu ha. Mề đay phù kim, hen phế quản dị ứng nè. Hen phế quản dị ứng là thì chị nhớ một cái câu chuyện là gia đình bạn chị những cái năm trước nó đi du lịch ở Nha Trang á, thì nó không biết con nó có vấn đề thật ra ngay cả bản thân chị cũng không biết con chị nó có cái dị ứng gì hay không, thì cả gia đình dùng hải sản đó thì con nó lại lên cơn hen phế quản ha. Thì cái biểu hiện mà từ dị ứng thức ăn tạo ra hen phế quản dị ứng cũng khá là nhiều, đôi khi ở trẻ con gặp nhiều hơn, lại có biểu hiện là viêm mũi dị ứng hay là viêm kết mạc dị ứng. Nặng nề nhất là sốc phản vệ phản ứng toàn thân, nhưng mà hiếm gặp hơn là đỏ da toàn thân ha. Cái biểu hiện này thì chỉ thấy ít. Ở đây nó có một cái biểu hiện lâm sàng mà có lẽ nó hơi đặc biệt, do đó chị nói thêm một chút xíu. Cái biểu hiện lâm sàng này
thầy cô gọi là Oran, con là physics không? Dịch ra tiếng Việt mình, thầy cô chuyên ngành gọi là hội chứng miệng dị ứng do thức ăn. Thì cái hội chứng miệng, tập trung ở khoang miệng này, dị ứng do thức ăn đó, nó liên quan đến cái cơ địa bệnh nhân mà dị ứng với phấn hoa đó. Những cái bệnh nhân dị ứng phấn hoa thì thường á, họ ăn trái cây hay rau củ gì đó, thì nếu như mà đặc biệt là rau củ mà được ở chế độ mà nóng á, thì cái nhiệt độ á, nó sẽ làm cho những cái protein đó nó sẽ cắt đứt những cái cầu nối liên kết, thì bệnh nhân ăn vào thì không có vấn đề. Nhưng những bệnh nhân có cơ địa mà dị ứng với phấn hoa đó, thì đặc biệt ăn trái cây tươi hoặc là những cái rau củ quả mà mình gọi là không có chín lắm á, thì cái cầu nối liên kết của nó chưa được cắt đứt hoàn toàn, thì khi bệnh nhân ăn vào thì họ họ khai với mình chủ yếu là ngứa họng, ăn vào cảm giác rất là ngứa họng, thậm chí là rất khó chịu ở vùng lưỡi, ngay cả cái chỗ vùng thực quản, cái chỗ nuốt họ rất là khó chịu, mà đặc thù ở chỗ là ngứa là quan trọng nhất. Thì thật sự có thể là do bệnh nhân xuất hiện triệu chứng này họ không đến bệnh viện khám, coi như nó lướt qua đó các em. Nhưng mà trong những cái sách mà chuyên ngành miễn dịch dị ứng thì người ta có viết, những năm gần đây họ có viết hội chứng miệng dị ứng thức ăn. Và nếu như xử trí trong cái trường hợp này thì cái hướng điều trị giống nhau, nhưng có điều là cái bệnh nhân này phải có thể vô tình họ không biết họ dị ứng với phấn hoa, nhưng mà ăn cái trái cây tươi gì cảm giác ngứa họng gì đó, thì mình cũng có lời khuyên cho họ đi tìm những cái dị nguyên mà nằm trong cái nhóm là thực phẩm, chủ yếu là phấn hoa và những cái loại về trái cây ha, để tìm cái này là một cái điểm mới là chia ra từng cái nhóm. Thì đối với sữa bò đó, thật ra tên đúng nó gọi là dị ứng đạm sữa bò, và nổi trội đó là trẻ con, có thể gặp trẻ sơ sinh rất nhiều luôn các em, trẻ sơ sinh cũng có. Thì trở về là trong sữa bò nó có đạm gì, thì chủ yếu có hai cái loại đạm mà thường gây dị ứng, đó là đạm casein và đạm quay, và chủ yếu là đạm quay là thường gặp nhất. Cái thứ hai nữa là các em cần phân biệt dị ứng đạm sữa bò với không dung nạp sữa bò nãy chị nói, và cái cơ chế của nó vẫn là cơ chế dị ứng tiết mụn, có nghĩa là nó liên quan đến kháng thể IgE này. Thế đứa trẻ này điểm nổi bật là những cái phản ứng trên da, chắc chắn là sẽ có những cái phản ứng trên da nặng hơn nữa là phù kim ha, thậm chí là nó có biểu hiện viêm mũi dị ứng hay là viêm kết mạc dị ứng nặng hơn nữa, có thể sốc phản vệ luôn. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà mình xác định trẻ này dị ứng đạm sữa bò, mà sữa bò rất là quan trọng trong sự phát triển của trẻ, không để nào thiếu được, và sữa mẹ nó lại ít nữa, thì ngày nay trong những cái trường hợp dị ứng đạm sữa bò, mình có thể dùng cái loại sữa bò mà không có chứa đạm casein hay quay này, hoặc là những cái đạm này đã được thủy phân một phần hay toàn phần. Thì khi nào các em học nhi, các em sẽ được thầy cô giới thiệu cái loại sữa bò mà gọi là sữa bò thủy phân, có nghĩa là các cái công ty sản xuất sữa họ sẽ cắt đứt những cái đạm casein và whey này thành những cái phân tử rất là nhỏ mà nó không tham gia vào trong, cắt đứt những cái cầu nối của nó để không gia vào trong cái đáp ứng miễn dịch, thì mình gọi là sữa thủy phân một phần hay toàn phần ha. Thì đó là dị ứng của đạm sữa bò. Rồi câu chuyện thứ hai là dị ứng với trứng, cũng thường gặp ở trẻ con. Có rất là nhiều loại trứng, nhưng dị ứng phổ biến nhất là trứng gà là thường gặp nhất. Và đối với trứng, các em thường nó là khi tập cho trẻ ăn dặm, bắt đầu cho trẻ ăn dặm từ 6 tháng trở lên, thì các bà mẹ hay cho con tiếp cận với trứng mà cùng theo quan niệm có người là cho ăn lòng đỏ, có người thì cho ăn lòng trắng trứng. Nhưng mà khi học miễn dịch, cái miễn dịch chính lâm sàng, thì các em nên quan tâm đến lòng trắng trứng. Hai lòng trắng trứng là một trong những cái loại protein mà có khả năng gây dị ứng cho trẻ. Thế bây giờ chỗ đã cho protein trong lòng trắng trứng nó có 4 loại protein, nhưng mà trong 4 loại protein này thì cái loại protein mà gây dị ứng chiếm tỷ lệ cao nhất đó chính là ovo mucos. Thì cái ovo mucos này nè là một cái protein mà ở lòng trắng trứng thường gây dị ứng cho trẻ.
Còn đối với ovan bumin thì thường là cái thành phần nó nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ dị ứng của nó là ít hơn. Vậy thì các em cũng nên quan tâm, thứ nhất là trứng gà, thứ hai nữa là lòng trứng trứng này, và thành phần mà lòng trứng trứng gây dị ứng cao nhất đó là ovum cod. Và nói như vậy là cả bốn loại cái protein này đều có thể gây dị ứng cho trẻ, chị chỉ nói là nó phổ biến nhất thôi nha, và cơ chế nó cũng là có mẫn tiếp một. Rồi bây giờ dị ứng cá với động vật có vỏ đó, thì hồi nãy chị đã nói là nó sẽ liên quan đến cá biển và hải sản là thường gặp nhất. Vậy thì trong các loại cá biển, cá hải sản thì nó có một số protein và có 6 loại các protein mà có khả năng dị ứng, ví dụ như là tropomyosin, arginine skinine, hexaplasmic calcium, troponin C vân vân. Ở đây chỉ có một cái điều nhắc nhở các em như này, đối với người lớn dị ứng với các biển hải sản thì mình quan tâm đầu tiên đó là tropomyosin là một cái thành phần mà nó gây dị ứng nhiều nhất. Và tropomyosin này có một điểm cực kỳ hay là nó là một loại protein mà có thể trong một cái cá thể khác, do đó có những cái trường hợp bệnh nhân dị ứng với hải sản hoặc là bắt đầu họ dị ứng với mặt nhà gián thì cái nguy cơ dị ứng hải sản của họ có thể xảy ra, và ngược lại hay là do trong mạc nhà với con gián thì nó cũng có cái thành phần là tropomyosin ha. Do đó các em nên quan tâm đến ký này của chị, có nghĩa là những bệnh nhân dị ứng với hải sản thì có nguy cơ dị ứng luôn cả mạc nhà và gián và ngược lại. Còn đối với trẻ con nó hơi lạ ở chỗ là cái ruột trên dây dưỡng mà phổ biến nhất của nó lại là sarcolactic calcium ha. Tropomyosin thì nó chiếm tỷ lệ ít hơn. Điều này cho thấy là cái đáp ứng miễn dịch dị ứng có sự khác nhau ở cái lứa tuổi nữa. Rồi đó là nhắc nhở về cá biển và động vật có vỏ. Còn đối với lúa mì và các loại hạt đó, thì đối với người Việt Nam mình đó, thì nó cũng có nhưng mà nó không có phổ biến bằng cái hạt đậu phộng. Còn hạt những cái hạt khác thì thường chỉ thấy là do có sự du nhập về các thực phẩm, do đó hạt óc chó hay là những cái hạt đặc biệt nhưng mà nó hiếm gặp hơn. Hay chủ yếu là cái hạt đậu phộng là chị thấy thường gặp nhất nè. Rồi bây giờ chị qua đến phương pháp chẩn đoán. Nó gồm có 4 bước. Thứ nhất, hỏi tiền sử bệnh sử, thử nghiệm thức ăn, test lấy da và định lượng nồng độ kháng thể IgE. Thì trong cái bài mà Vedafukin chị đã nói đến thử nghiệm thức ăn, chị đã nói hỏi tiền sử bệnh sử, chị đã hỏi đến nói đến test lấy da và định lượng nồng độ kháng thể IgE. Và trong cái chẩn đoán dị ứng thức ăn này chị có đề cập hơn đó là thử nghiệm thức ăn ha. Nhưng bản thân chị nhấn mạnh vai trò của hỏi tiền sử và bệnh sử rất nhiều. Các em phải dành thời gian để hỏi tiền sử bệnh sử thì đôi khi các em cho chỉ định xét nghiệm nó mới chính ha. Đó là sự nhắc nhở của chị. Rồi bây giờ đối với cái thử nghiệm thức ăn thì cái này là ngày xa xưa đó, các cái bác sĩ đó, họ chẩn đoán dị nguyên theo phương pháp gọi là thử nghiệm thức ăn. Và chị tuyên bố là hiện giờ chị cũng không áp dụng, bởi vì nó có những cái điểm mà chị không làm được. Thì cụ thể là cũng là một cái bệnh nhân dị ứng thức ăn nghi ngờ, mà năm cái loại mà trong cái món đầu thai chị vừa kể hồi nãy giờ đó, thì đúng 2 tuần sau chị hẹn bệnh nhân đến bệnh viện. Cái cách thử nghiệm thức ăn như thế này chị mới bảo điều dưỡng của chị hôm nay chị hẹn với bệnh nhân nào. Cái điều dưỡng nói là chị hẹn bệnh nhân Nguyễn Thị A lúc 10 giờ sáng, chị mới nói lấy bệnh án bệnh nhân ra giúp chị là bệnh nhân này chị đã nghi ngờ những dị nguyên gì. Cái điều dưỡng mới lật bệnh án ra đọc cho chị 5 dị nguyên, trong đó có tôm hùm, có thịt bò, có cá ngừ, có trứng gì đó vân vân. Cái chị mới bảo điều dưỡng là chị thì điều dưỡng phải chịu khó đi chợ hoặc là đến cái chỗ khách sạn mà bệnh nhân ăn á, tìm cho chị đúng cái món lẩu thái đã đem về đây. Rồi chị kể cho mấy đứa thử coi làm được hay không ha. Khi bệnh nhân đến, chồng hỏi bệnh nhân mời bệnh ngồi, bệnh nhân có phải hay không, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến thử nghiệm ăn công khai. Chị mới lấy tôm hùm ra mời bệnh nhân ăn. Bệnh nhân không thể là sĩ và trận phút xem có phản ứng bệnh nhân có không với con tôm hùm đó. Nếu mà 15 phút, 20 phút bệnh nhân không có phản ứng bất thường gì đến tôm hùm
cái chị mới lấy miếng thịt bò ra chị mời bệnh nhân ăn, các chị phải đợi 15 phút nữa. Thì các em tưởng tượng chị và các em không làm được với phương pháp thử nghiệm thức ăn này nha. Rồi sau đó chuyển thành cái cách mù đơn. Mù đơn là cái cách là chỉ một người biết loại thức ăn của mình thôi, người kia không biết, để đánh giá chính xác về biểu hiện lâm sàng. Nhưng cái cách nó giống hệt như vậy. Thế thì thường là bác sĩ là cái người mà không biết để họ đánh giá biểu hiện lâm sàng. Còn đối bệnh nhân thì họ biết. Bởi vì sao? Các em tưởng tượng thức ăn thì đưa vào miệng của bệnh nhân cảm nhận được rồi. Và này cũng là thức ăn nghi ngờ đó, được đóng ở viên giả dược và bệnh nhân cũng thử bằng viên giả dược và mình đánh giá sau cái 15 phút đó. Thế thì thông qua cái cách mà chị cũng kể như vậy thì thử nghiệm thức ăn ngày nay mình không áp dụng được rồi. Nhưng cái phương pháp thứ hai gọi là chế độ thức ăn loại trừ, chị các em có thể làm được. Và đặc biệt là chính chị là người thực hiện chế độ thức ăn loại trừ, trong trường hợp chị nói là chia sẻ là trường hợp ông xã chị phát hiện ra hạt đậu rồng đó. Rồi, thứ nhất là chị nghi ngờ, thức ăn nghi ngờ đúng không? Ví dụ như hạt đậu rồng nãy. Thế thì cái bước đầu tiên là chị sẽ không cho ăn ăn đậu rồng nữa. Nếu triệu chứng lâm sàng biến mất trong quá trình chị thử ha, thì thật sự chị xác nhận có nguy cơ là hạt đậu rồng. Sau đó chị mới đưa đậu rồng lại trong áo làm ăn, chị quan sát và nó xuất hiện biểu hiện lâm sàng. Chị xác định đó là do đậu rồng rồi. Nhưng mà trong quá trình là chị không cho bệnh nhân tiếp cận với thức ăn nghi ngờ mà bệnh nhân vẫn có biểu hiện lâm sàng, vậy thì chị đã nghi ngờ sai. Có thể bệnh nhân dị ứng gì đó, không phải là năm món mà chị đã nghi ngờ. Và đó là cái hướng mình gọi là loại trừ. Nhưng mà để làm cái phương pháp chế độ thức ăn loại trừ thì khẳng định mình thực hiện được, chị và các em thực hiện được. Nhưng có điều là mình phải có cái sự giám sát chính xác là bệnh nhân có lặp lại cái thức ăn nghi ngờ hay không. Và dĩ nhiên cái cách này thì mình thực hiện trong những cái người mà mình quản lý được, ví dụ người thân trong gia đình thì chính xác hơn. Hai chị khẳng định cách này có thể làm được nha. Rồi những cái năm bảy tuy nhiên nó có một vấn đề là chị cũng may mắn là hàng năm sẽ được cập nhật kiến thức bởi thầy cô người Pháp. Thầy cô người Pháp là gọi là chuyên gia đất nước Pháp, họ họ nghiên cứu về diễm rất nhiều. Thế thì cô nói có một cái trường hợp xảy ra như thế này, bệnh nhân đến cô thử nghiệm cách thủy da và một điều đặc biệt là tất cả những cái dị nguyên mà cô nghi ngờ đều dương tính với mức độ mạnh hết tất cả các dị nguyên. Tất cả các dị nguyên cô nghi ngờ thì đều có kết quả dương tính rất mạnh hết. Vậy thì làm cho cô suy nghĩ là không biết nó có vấn đề gì, không thể nào mà dương mạnh mà dương tất cả được. Một bệnh nhân chỉ có một dị nguyên thôi, nó đã gây phản ứng trên cơ thể làm cho bệnh nhân phải vào viện rồi. Thế thì sau một cái quá trình mà cô thử nghiệm, cô phát hiện ra bệnh nhân này không phải là dị ứng với dị nguyên mà cô bác sĩ này nghi ngờ, mà thật ra bệnh nhân này dị ứng với hóa chất giữ cho dị nguyên này, bảo quản dị nguyên này được giữ được lâu á. Thật sự bệnh nhân này có dị ứng với hóa chất đó. Thế thì ngày nay cái cách tiếp cận là không phải test lẩy da đơn thuần. Test lẩy da là mình dùng dị nguyên đã được chế biến. Và cái hướng tiếp cận mới trong cái thế hệ ngày nay đó là thử nghiệm bằng thức ăn tươi, và nó có tên gọi là Rich to Rich. Chị cũng nói rõ với các em, bởi vì sau này các em đi dự những cái hội thảo đó, test lẩy da gọi là Rich test, nhưng mà thử nghiệm trên thức ăn tươi thì gọi là Rich to Rich. Cái ưu điểm của Rich là thức ăn tươi và hoàn toàn nó không có cái khâu bảo quản bởi những cái chất để giữ cho nó nguyên trạng. Và như vậy thì cái kết quả sẽ giúp mình đánh giá chính xác hơn. Đó là cái hướng tiếp cận mới. Chị nhớ là khoảng, trời ơi, nói ra chắc cũng khoảng 7 năm luôn. Thì lúc mà chị đi ra Huế thì cái cô bác sĩ người Pháp đó, cổ mới bảo kỹ thuật viên điều điều dưỡng trưởng của khoa miễn dịch chiến lâm sàng đó, là đi mua cho chuẩn bị cho cổ là trứng sữa cá ngừ, những cái hải sản mà nó tươi sống đó, làm chị rất là ngạc nhiên. Cái cô đó mua và cô thử để cô chỉ mình cái hướng làm rituris đó em.
Thì 7 năm trước là một cái sự tiếp cận mới, kiến thức làm cho chị rất là ngạc nhiên. Đầu tiên là cô giải thích trên PowerPoint, nhưng mà thật ra là tiếng Pháp của chị là chị không biết, chị chỉ biết tiếng Anh thôi. Do đó cô chị nhìn PowerPoint thì chị thấy những cái hình ảnh, những miếng thịt gì đó trên da giống như là đây những trái cây. Thì chị rất là ngạc nhiên, chị không hiểu tại sao. Thì trong cái quá trình chia sẻ của cô á, thì cô chia sẻ cái trường hợp như vậy, có nghĩa là trong những cái bệnh nhân mà có phản ứng mạnh mình nghi ngờ như vậy, tốt nhất nên thử Rituxan ha. Rồi, hồi nãy chị có nói sơ qua cho các em về định lượng nồng độ kháng thể IgE. Tuy nhiên, trong cái định lượng nó đặc hiệu nha, thì nó có hai nhóm xét nghiệm mà chị muốn là khi dự hội thảo các em cũng nghe nó và mình hiểu nó là cái gì. Dĩ nhiên kích thước của nó thì sâu hơn. Cái nhóm thứ nhất thì cô gọi là monolog, immunolog, thì nó giống như cái test thử đi. Bây giờ tưởng tượng nó giống như test thử thai, nó có nhiều vạch gì đó, mỗi một vạch nó có một cái diễn viên đặc biệt ha. Thì mình cho cái test này nhúng vào trong máu bệnh nhân, thì nếu bệnh nhân diễn nguyên với cái diễn viên nào, cái vạch đó, nó sẽ nổi lên cho em thấy rõ. Và nếu mà nghe chị nói như vậy thì cái test thử nồng độ kháng thể này các em biết là nó chỉ có giá trị là sàng lọc thôi. Nếu như bệnh nhân có quá nhiều diễn nguyên hoặc là họ kể cho chị nghe mà không rõ ràng thì chị sẽ chọn monolog này, gọi là sàng lọc. Nhưng mà từ cái sàng lọc thì dĩ nhiên nó cái độ chính xác của nó không cao. Do đó thì chị sẽ những cái gì mà từ cái sàng lọc này nó do kết quả dương tính thì chị chuyển sang một cái nhóm xét nghiệm gọi là nó đặc thù hơn. Còn những cái hệ thống máy rất là đắt tiền thì gọi là monocap. Thì bây giờ ví dụ như bệnh này dị ứng với cỏ đi, với lông của thú cưng đi chẳng hạn, thì có hai cái dị nguyên này thì chị chuyển qua monocap thì chị sẽ định lượng hai cái dị nguyên này thôi. Thì đó là những cái kiến thức mới trong cái việc mà xác định nồng độ kháng thể IgE đặc hiệu nha. Ở đây mình muốn tìm dị nguyên thức ăn gì đó trên cơ thể bệnh nhân thì mình tìm IgE đặc hiệu gồm có hai nhóm là sàng lọc là immunolot và thứ hai là immunocap. Còn nếu như trong cái quá trình hỏi bệnh tiền sử bệnh sử mà các em xác định được rõ năm, giống như trong cái bữa ăn tiệc của bệnh nhân mà năm dị nguyên rõ thì mình chuyển thành monocap luôn. Ở đây chị có một cái chia sẻ như thế này, định lượng kháng thể nồng độ kháng thể IgE nó có một cái giới hạn, có nghĩa là đòi hỏi cái cơ thể đó có cái khả năng tạo ra kháng thể IgE hoàn chỉnh. Thì chị cũng cung cấp thông tin đối với trẻ con đó các em, đặc biệt trẻ nhỏ đó, thì cái sự tạo ra nồng độ kháng thể đó, nó chưa có giống như người lớn. Do đó đối với trẻ con thì thường mình sẽ dùng cái test rảy da nhiều hơn là đo nồng độ kháng thể IgE ha. Đó là cái phần chia sẻ thêm của chị để các em có thể ứng dụng. Rồi bây giờ đến điều trị thì nó cũng giống như bốn phút mà chị nói, loại bỏ dị nguyên, ức chế hóa chất trung gian cầu không khí và điều trị triệu chứng ha. Và với hy vọng trong tương lai đó, alo còn thức không? Rồi còn thức phải không? Rồi em có câu hỏi gì không? Còn nếu không có câu hỏi thì mình sẽ nghỉ ha. Hoặc là trong quá trình học có, hình như mình chưa có giáo trình đúng không ạ? Trong quá trình học thì có thể chat hoặc là gửi mail gì chị để hỏi thêm thông tin nha. Tại vì cái phần diễn lâm sàng này mình không có thực hành, thì đó mình chỉ học lý thuyết thôi. Và chị hy vọng là trong buổi sáng hôm nay chị cung cấp cho các em những cái kiến thức gọi là cơ bản nhất mà mình có thể ứng dụng trên lâm sàng. Rồi, nếu không có hỏi gì thì chị tạm biệt các em ha. Bye bye, tạm biệt các em. Bye bye.